Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các cái hiệu ứng split screen nhé, chia màn hình ở trong phần mềm Filmora 12. Và Filmora 12 thì nó có thêm rất là nhiều cái khung chia màn hình rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy. Nói chung là nhiều, không chỉ đơn giản như ngày trước. Bây giờ có rất là nhiều thứ đẹp. Ok, giờ sẽ đi vào màn hình. Ok, đây là cái dự án ví dụ của mình nhé. Ở đây có tiếng của mình với nhạc nền để mình xóa đi. Đây là mấy cái khung chia màn hình mình dùng trong cái intro ở đầu ấy. Có hai cái máy tính ấy. Máy tính với cái điện thoại bay ra. Bên này có cái khung kiểu Giáng sinh vui vẻ. Xong chỗ này như kiểu là bản tin bóng đá ấy. Có một cái hình nhỏ nhỏ ở đây và có một cái video ở đây. Ví dụ bạn có thể đưa cái video về bóng đá ở đây cũng được. Đơn giản này. Ok, mình sẽ xóa hết đi nhé. Mình hướng dẫn lại các bạn từ đầu để cho các bạn nào mới xem ấy, thì các bạn có thể hiểu được làm nào để là tạo ra cái khung chia màn hình. Còn bạn nào mà muốn nâng cấp lên Filmora 12 ấy, phí nâng cấp là 900k các bạn nhé. Bạn nào mà mới mua Filmora 11 trong vòng 3 tháng ấy, thì các bạn được nâng cấp miễn phí. Thế còn bạn nào mà mua trước đó ấy, thì các bạn sẽ phải nâng cấp lên. Mình nâng cấp hộ thì là 900k. Thế còn bạn nâng cấp trực tiếp ấy, nó là 33 đô ấy. Còn bạn nào muốn mua bản quyền Filmora 12 thì cũng liên hệ với mình theo thông tin mình đặt dưới phần mô tả. Ok, đầu tiên để mà tạo cái hiệu ứng chia màn hình ở trong Filmora 12 thì các bạn sẽ đi vào phần này nhé, gọi là phần template, mẫu. Sau đó các bạn sẽ có mấy cái cơ bản này, ở trong phần split screen này nhé, gọi là chia màn hình ấy. Thì các bạn sẽ có phần cơ bản. Cơ bản đây nó có khoảng hơn 30 mẫu. Cơ bản bạn chia 1, 1 này, 1, 2, 3, 4 này, 1, 2, 3, 4 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Nói chung là 6 cái tùy. Thì nếu như bạn muốn dùng cái cơ bản này, ví dụ mình muốn dùng cái 1, 2 này chẳng hạn, thì các bạn sẽ tải nhé. Ấn nút này để tải này. Và bạn nhớ là khi tải thì bạn phải có internet bạn mới tải được nhé. Ok, sau khi tải thì nó sẽ hiện ra cho mình review này, 1, 2. Bạn muốn dùng cái này thì bạn kéo nó xuống timeline. Ok, sau khi bạn kéo nó xuống timeline thì bạn sẽ nhìn thấy là cái thời gian của cái split screen ở đây là 5 giây nhé. Mặc định của nó là 5 giây, các bạn có thể chỉnh 10 giây cũng được. Ví dụ ở đây 5 giây, mình muốn chỉnh dài nó ra ấy. Muốn dài nó ra thì các bạn kích vào cái mép của cái split screen rồi các bạn kéo nó ra. Ví dụ ở đây mình kéo đến khoảng này tầm 8 giây. Đó, đây là 8 giây. Ok, tiếp theo là các bạn sẽ đưa cái ảnh hoặc là đưa video vào trong cái khung này. Thì để mà đưa cái ảnh và video vào ấy thì trước tiên là các bạn có thể đặt điểm vào, điểm ra cho nó. Thế tùy, tức là nhiều bạn hỏi là anh ơi em có thể cắt video trước khi đưa vào cái gọi là khung chia màn hình này được không? Để cắt thì các bạn không cắt được nhưng mà các bạn có thể đưa vào điểm vào và điểm ra, đặt điểm vào, điểm ra. Ví dụ mà mình đi vào phần media nhé. Các bạn có thể đặt ví dụ ở đây, cái video này chẳng hạn và video này đúng không? Hai video. Mình có thể play cái video này. Sau đó mình đặt điểm vào là Y, nhấn chữ Y và nhấn chữ O điểm ra. Đây là cái video, ví dụ sau đấy mình điều chỉnh điểm vào điểm ra. Sau khi mình đặt điểm vào điểm ra cho cái media trong đây rồi thì mình có thể kéo nó vào split screen. Ví dụ mình kích vào trên timeline, sau đó mình sẽ kéo vào thả cái này vào đây. Ok, như vậy là đã xong một cái clip số 1. Ví dụ mình có thể đưa cái clip số 2 của mình đúng không? Mình kéo về đặt đây. Đó. Đây là đã ra một cái split screen rồi nhé. Mình sẽ tắt tiếng nó đi nhé. Tắt tiếng ở trên timeline để cho nó không nhìn thấy. Và các bạn xem đây là đơn giản nhất nhé. Ok, tức là ra hai cái hai bên đúng không? Con chó và mình. Thì nếu như mà bạn muốn phóng to thu nhỏ một cái video ở bên trong ấy thì các bạn sẽ chọn vào nó nhé. Các bạn chọn vào cái video ở trong split screen. Sau đó bạn dùng cái này. Zoom vào, zoom ra này. Đây, ví dụ phóng to lên như này. Các bạn nếu mà các bạn thu nhỏ các bạn chú ý nhé, đừng để nó bị viền đen đây trông nó xấu thì các bạn có thể kéo lên. Kéo lên, đấy là một. Với thứ hai nếu video của bạn có tiếng bạn có thể nhấn lúc này để tắt tiếng đi. Còn nếu như bạn muốn xóa cái split screen này ấy, thì bạn nhấn phím này, phím thùng rác này xóa. Bạn muốn kiểu khôi phục lại thì bạn nhấn Ctrl Z undo để không xóa. Cái video này cũng tương tự như thế, mình cũng tắt tiếng đi đúng không? Phóng to thu nhỏ thì mình cũng có thể làm ở đây. Đó là một. Cái thứ hai nữa là bạn có thể chỉnh được cái viền này. Ví dụ cái màu của cái viền này bây giờ nó đang màu trắng, bạn muốn đổi sang viền khác thì bạn kích đúp vào cái split screen ở trên timeline, sau bạn nhấn vào video nhé. Trong phần video này bạn sẽ có phần viền. Nếu bạn muốn bỏ viền đi bạn bỏ đi. Bỏ cái viền, gọi là bỏ cái border đi. Bạn muốn bật cái viền lên, bạn bật vào đây. Sau đó bạn có thể chỉnh vào đây, ấn vào đây để chọn màu, hoặc là ấn vào cái bút này để chọn bất kỳ một cái màu nào ở trên màn hình. Ví dụ mình chọn màu xanh thì chẳng hạn. Đó, nó ra cái viền màu xanh, đúng không? Đấy là viền. Thế còn các bạn có thể phóng to thu nhỏ cái split screen bằng cái transform ở bên dưới.
Thực ra cái transform này ấy, thì nó sẽ thu cả cái split screen nhé. Và bạn có thể thêm keyframe cho nó cũng được. Nhưng mà tùy, nếu mà các bạn không thích thêm thì thôi. Ví dụ reset nó về không, kể cả vị trí các thứ của cái split screen này các bạn cũng có thể chỉnh được nhé. Nếu mà bạn muốn chỉnh màu cho hai cái video này thì bạn ấn vào tiếp vào phần color nhé. Trong cái color ví dụ mình muốn tăng cái nhiệt độ màu của cả cái này lên này, nhìn trông nó ấm ấm hơn đúng không? Thêm phần xanh, thêm phần tím. Đó. Tăng độ sáng này của cả hai cái video thì mình tăng ở đây. Contrast luôn của cả hai cái video ở trong split screen. Ấn vào đây phần color. Trong cái video này nó có thêm phần animation nữa, nhưng mà animation này nó sẽ liên quan đến phần bên trong. Ok, đấy là cơ bản làm nào để sử dụng một cái split screen bình thường. Bạn muốn chỉnh ở phần bên trong, tức là chỉnh từng cái clip này hoặc là thêm keyframe các thứ, thì bạn có thể kích chuột phải vào cái split screen ở trên màn hình. Sau đó bạn nhấn vào Advanced Edit. Nó sẽ có một cái cửa sổ mới. Đầu tiên là đây là cái timeline nhé. Trong cái cửa sổ này thì bạn sẽ chọn từng cái, ví dụ bạn chọn cái clip con chó này, sau bạn tìm sang bên này và nhấn vào video, bạn sẽ có thể đổi nó là transform này, rồi là vị trí này, rồi xoay các thứ của con chó này nhé. Đây ví dụ mình xoay con chó này, đấy xoay. Đúng không? Đây phần video, phần audio bạn có thể tắt tiếng, to tiếng hoặc là bạn thu nhỏ tiếng. Đây mình có thể thu nhỏ tiếng ở đây, tức là nếu không mình không tắt tiếng ở bên ngoài ấy, mình có thể thu nhỏ tiếng ở chỗ này. Đó, phần color mình có thể chỉnh màu cho từng clip ở đây, ví dụ clip con chó này mình có thể chỉnh này, giảm nhiệt độ màu của con chó thì trông nó nhợt nhạt đi này. Đó, ok. Hoặc là mình có thể thêm có cái lất màu ở chỗ này. Bên này là phần animation. Ví dụ animation là phần hiệu ứng của cái clip này nhé. Bạn có thể chọn ở đây là preset animation. Preset thì ví dụ về slide up này, bạn kích vào đây để bạn tạo cho nó cái keyframe cho con chó này kiểu nhô lên. Hoặc là bạn có thể chọn cái motion nhé. Preset motion bạn chọn vào đây, ví dụ cái này bounce này, bounce to zoom này, bạn kích vào đây. Đó. Ok, để cho từng clip nhé. Clip này bạn làm tương tự như thế. Clip này bạn cũng có thể chỉnh được animation, color, audio, video này. Trong phần media này thì bạn có thể đưa thêm các cái clip khác vào nhé. Hoặc là bạn có thể thay ở đây. Ví dụ mình bây giờ mình không muốn dùng cái video của mình ấy, mình thay bằng cái nướng thịt này, mình chỉ kéo mình thả vào đây thôi. Sau khi mình kéo và thả vào đây, bạn sẽ nhìn ở trên timeline nhé. Đây là cái độ dài của cái clip. Và mình đã chọn cái tùy chọn này là Fit Split Screen Duration on Main Timeline. Tức là khi cái video nó kết thúc ấy, thì cái gọi là cái khung trên màn hình này ở trên timeline nó vẫn play tiếp. Thì khi đó thì phần mềm nó sẽ tự động thêm cho bạn một cái gọi là cái đứng hình. Đứng hình ở chỗ này, chứ cái gạch chéo này gọi là đứng hình nhé. Nếu bạn bỏ cái này đi ấy, thì cái phần này nó sẽ là phần đen. Tức là khung trên màn hình này nó sẽ cần thêm một cái nữa. Ở đây nó phần đen này. Đây. Ra đây là phần đen. Đó, đúng không? Còn nếu như bạn chọn vào cái nút này thì ra đây nó phần là một đứng hình lại. Nó đứng hình. Và bạn kích vào OK. Ví dụ đây là cái split screen ở trên timeline. Đúng không? Đó, rất là đơn giản đúng không? Đây là cái phần là cơ bản. Tuy nhiên là với Filmora 12 thì bạn có thêm mấy cái rất là hay. Ví dụ bạn đi tiếp vào phần template nhé. Sau bạn chọn vào split screen, bạn ví dụ phần social media, tức là kiểu mạng xã hội ấy. Bạn sẽ có mấy cái khung chia nữa này, rất là nhiều luôn. Đó, vô biên luôn. Rất là nhiều cái khung chia. Bạn có thể bạn kéo bạn thả nó xuống thì bạn sẽ làm y hệt như cái phần mà cơ bản kia. Bạn kéo bạn thả ở đây, nhưng mà trước tiên là bạn phải tải nó nhé. Nếu bạn chưa tải, bạn kéo nó xuống thì phần mềm nó sẽ bắt đầu tải. Và bạn nhớ là bạn phải có internet bạn mới tải được. Ok, để mình cancel đi giờ. Cancel đi. Để mình dùng cái mình tải rồi cho nó dễ. Đây, ví dụ cái này mình tải rồi nhé. Gaming file này đấy. Vì cái tải rồi thì mình kéo nó xuống thôi là ok. Đơn giản đúng không? 1:1 đúng không? Sau khi kích vào OK thì mình sẽ đưa được cái clip các thứ và video của mình vào. Ví dụ mình đưa cái cậu này chẳng hạn, cậu phông xanh này và cô phông xanh này, hai cái này. OK đúng không? Hai cái phần phông xanh này nhé, nếu bạn thích thì bạn có thể xóa đi cũng được nhé. Ví dụ ở đây đó, hai cái phông xanh OK. Nhưng mà ví dụ ở đây mình sẽ đặt một cái nền nhé, đặt một cái nền ở bên dưới. Ví dụ cái digital background mình sẽ đặt ở đây, mình kéo cái split screen ở lên trên. Đúng không? Ở đây là mình có một cái nền cho cái phần phông xanh này. Bây giờ để mà xóa nền cho hai cái này thì mình sẽ phải đi đến cái cửa sổ Advanced nhé. Mình sẽ kích chuột phải chọn Advanced Edit này. Sau đó bắt đầu mình sẽ chọn vào cái video này, video phông xanh đúng không? Đây là cô gái. Sau đó mình sẽ chọn tiếp vào phần Image nhé. Trong cái Image này bạn kéo xuống này, ở đây nó có cái Chroma Key này, bạn bật nó lên. Thế là nó đã xóa phông của cô gái rồi đúng không? Kích vào Apply. Và bây giờ bạn có cái video của cái cậu này không xóa phông, cô gái này xóa phông này. Rất đẹp đúng không? Nếu bạn muốn xóa luôn ở cái này thì bạn sẽ làm tương tự. Kích chuột phải vào, kích vào Advanced Edit, chọn vào cái video của cái cậu này, chọn Image. Sau đó bật cái Chroma Key lên. Đây, nó sẽ xóa luôn của cái phông của bên này luôn. Ok.
Còn nếu như bạn muốn thêm keyframe cho hai cái clip này thì bạn chọn nhé. Ví dụ mình chọn clip cô gái, xong mình đi lên phần transform. Ở đây phần transform này nhé, mình có thể keyframe này, mình chọn vào đây. Mình chọn vào đây để mình keyframe. Ví dụ sau đó là mình có keyframe đầu, xong rồi mình đưa lên, mình sẽ phóng to lên một tí. Sau đó mình sẽ đưa cái kim thời gian này lên một đoạn, xong rồi mình reset lại. Đó, tạo ra cái hiệu ứng kiểu nhảy cho cô gái. Chiu chiu. Chàng trai thì bạn cũng làm tương tự như thế. Đấy là thêm keyframe, kích vào apply. Ok, đấy là làm nào để sử dụng cái split screen, làm nào để tạo ra cái hiệu ứng chia màn hình ở trong Filmora 12. Các bạn cứ vào đây, phần template này rất là nhiều nhé. Vlog này cũng có này, sport này có này, view sport này, thể thao đúng không, 3D sport. Các bạn thích thì các bạn tải những cái mẫu này về, sau đó các bạn đưa ống đây. Hoặc là có một cái này nữa hay này, mock up này. Đó, đây hai cái điện thoại này, cái màn hình này. Cái này bạn kéo nó xuống đây nhé, mình sẽ tải mình đưa đây, ví dụ đưa đây. Đó, nó có một cái màn hình bay ra, đây là một, đây là hai. Thì bây giờ bạn cũng kéo cái video của bạn vào bình thường thôi, đi vào media nhé, sau bạn có thể kéo vào, ví dụ mình sẽ kéo cái video vào chỗ hai chỗ này nhé. Zoom lại, zoom nhỏ lại. Đó, ok. Ví dụ ở chỗ này mình muốn đưa vào một cô gái chẳng hạn, thì đối với cái split screen thì các bạn có thể dùng cái stock media luôn được nhé. Ví dụ ở trong stock media này, mình đi vào stock media, xong mình kéo ví dụ ảnh cô này chẳng hạn, mình sẽ kéo vào đây, đặt vào đây, ok. Đó, coi như là mình nói chuyện, bên này nó có một cô gái, ok. Mock up. Đơn giản đúng không? Còn giữa những cái split screen này ấy, thì các bạn có thể thêm chuyển cảnh nhé. Ví dụ mình có thể thêm chuyển cảnh. Ở đây ví dụ mình cho cái warp zoom này chẳng hạn, cho vào đây giữa chỗ background này sang với cái split screen này thì thêm được một cái chuyển cảnh. Đó. Ở đây cho cái beam transition chẳng hạn, đưa vào đây. Đó. Ok, đơn giản đấy thôi. Thế còn nếu mà muốn chỉnh màu nhiều split screen thì các bạn sẽ phải dùng cái adjustment layer ở đây. Trong cái media bạn chọn cái adjustment layer, đặt nó ở trên cùng ấy, sau đó các bạn thì điều chỉnh. Ok, đơn giản đấy thôi. Đấy là làm nào để tạo ra cái video chia màn hình hoặc là split screen ở trong phần mềm Filmora 12. Mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn ấy. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy, các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye.